Thôi được, chơi đùi to bụng mỡ. Không phải chỉ những nàng bụng mỉm mới có bụng mỡ, mà 40 mấy ký vẫn có. Đây là dòng eo của mẫu hôm nay, tăng lên tăng tăng. Đùi này là 55 cm. Cân nào? Wow, gần 60 kg đấy. 1, chọn quần. 2, nên chọn quần như thế nào đây? Đây, bụng mỡ vẫn còn, đùi thô vẫn ở đấy. Quần dạng này thì cho nét, mà mình nên chọn quần ống rộng hoặc quần ống suông. Có đường gấp hai bên như vậy thì càng tốt. Nó sẽ giúp mình che được khuyết điểm mỡ bụng mà còn khiến chân mình thẳng hơn. Quan trọng nữa là cặp quần phải cao nha chị em, thì khi mình nhìn chính diện hoặc bên hông cũng không thấy bụng mỡ, mà còn thoải mái khi hít thở nữa, hoàn toàn không lộ khuyết điểm. Mà nói chứ lưng quần này thích ghê luôn, bên thấp bên cao như thế này, bên trong thì nó có đồ gài nữa, kèm theo cái dây nịt xịn sò nữa, phải sần nít tai ghê. Hơn nữa cái họa tiết caro này sẽ phân tán ánh nhìn để không chú ý vào phần bụng và phần mông. Hoặc cách đơn giản hơn thì mình chọn màu đen, bao ốm, bao thon gọn luôn. Thứ hai là chân váy, để che được mỡ bụng, đùi thô thì mình phải chọn cái chân váy form chữ A và có cặp cao, màu đen hoặc màu tối tối thì càng tốt. Ví dụ như mẫu này, nó có cái phần xẻ đùi ở phía trước như thế này, thêm phần gợi cảm, có thể để xẻ bên trái, để chính giữa hoặc là để bên phải, thậm chí là để đằng sau cũng được nha. Nói chung là cái mẫu chân váy này có thể xoay 360 độ để mặc nhiều kiểu mà không hề bị lộ khuyết điểm mỡ bụng hay là đùi thô. Xem nè, mặc dù hít vào thở ra vẫn không bị lộ bụng, mà còn có thể phối như này.